Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, hôm nay anh em mình lại unlock một cái gói VIP nữa hen. Wow, và đây là một cái thành viên khá là xịn sò luôn các bạn ơi. Chỗ này thì anh em mình sẽ nhận nhận tất luôn đi hen, cho nó lẹ nè. Rồi, ở đây thì anh em mình được một cái bé. Wow, cartoon. Rồi, một bé Mythicast Legend. Ôi cha, ngon lành hen. Rồi, phần thưởng đặc biệt của chúng ta lắm. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ bế cái thành viên này ra để review cho anh em xem luôn nha. Thành viên này thì nó hơi bị VIP rồi các bạn à. Rồi, chỗ này anh em mình sẽ đến cái chỗ ấp trứng nha mọi người. Wow. Đây, chúng ta sẽ đến cái giỏ của mình và mình sẽ đi tìm cái bé đó. H-I-G-H Heroic. Đây. Rồi, nhân vật đặc biệt. Ui chà, tốn 14 viên game để có thể đẩy nhanh cái quá trình cho bé ấy ra lò các bạn ơi. Cái chỗ ở bây giờ anh em mình còn phải kiếm một cái chỗ cho bé ấy ra mới được. Ôi cụ đua Heroic mình mới lắp 2 thôi à. Rồi, cái chỗ ở bây giờ mình đang tìm một cái chỗ để cho bé ấy ra. Cái chỗ này đi hen, lắm. Rồi, tiễn nhẹ cái bé hệ đất đi đi. Ok. Ôi chà, rồi bé này về nha. Con này chắc có lẽ là anh em mình đẩy cho nó maximum level nha các bạn. Đây, maximum bé ấy tầm khoảng level là 40 ha. Wow, thấy con này nhìn khá là đẹp nha mọi người. Rồi, bé ấy sẽ có là 4 chiêu. Đó. Level 15 là bắt đầu anh em mình mở được cái chiêu chiêu gió rồi nè. Nhưng mà ở đây là mình đẩy cho nó lên luôn level 40 nha các bạn. Đây, thành viên khá là xịn sò luôn. Và các bạn ơi, Hunter thì có bán những cái mảnh rồng cho mọi người nha, để các bạn có thể nâng sao hoặc là summon cho rồng. Các bạn sẽ có được những cái bé rồng xịn sò và mạnh mẽ hơn ha. Anh em nào cần những cái mảnh rồng thì đừng quên liên hệ trực tiếp với Hunter qua Facebook nha. Link mình có để bên dưới phần mô tả của video luôn. Rồi, đây một cái nick khác của mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ mang cái bé này đi đài đi quậy ha. Trải nghiệm nhẹ sức mạnh. Còn ở chỗ này thì mình đang cần cành cây đúng không các bạn? Cành cây thì mình sẽ cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau và mình thả nó ra cái chỗ ấp trứng nha. Đó. Wow, chỗ này thì 4 viên game. Thôi mình đẩy nhanh luôn đi. Ui, lap 3. Phần thưởng của chúng ta sẽ là cái gì đây? Wow, happy. Rồi, tiếp theo thì anh em mình có thể đi thu ít vàng. Chỗ này anh em mình đi thu ít vàng để hoàn thành nhiệm vụ luôn ha. Rồi, ở đây thì chúng ta được cần những thu hoạch thức ăn nữa. Thu hoạch thức ăn. Cái này thì... Ui, 1 trên 8 rồi. Rồi, trong khoảng thời gian chờ đợi, anh em mình sẽ đến với cái khu vực list. Anh em mình sẽ trải nghiệm nhẹ cái con Heroic. Đâu rồi, dòng Heroic. Đây. Wow, đặc biệt luôn. Level 40. Rồi, để mình coi coi hai thành viên đi theo gánh tem sẽ là dòng Macaron nha các bạn. Dòng Macaron thì các bạn biết rồi đó, anh em mình chỉ còn 100 mảnh thôi là summon được rồi. Còn cái con Heroic này là 500 mảnh nha các bạn. 500 mảnh mới summon nó lên được và nâng sao thì nó nhẹ hơn. Nâng sao thì các bạn chỉ tốn tầm khoảng là... Ui chà, 120 ha, 120 mảnh hoặc là các bạn có thể ké thêm được Orbit. Orbit dòng Heroic ấy. Wow, con này căng nhờ. Cầm nguyên một cái khẩu giống như là đại bác vậy các bạn ơi. Nhìn ngầu phết luôn. Ui. Ôi nó xói sổ cái con Heroic của mình luôn rồi. Với cây thiệt tình là thằng nhỏ nằm trong nhà chưa có ra chiêu luôn mà đã bị bế rồi các bạn à. Cây thiệt chứ. Wow. Bây giờ thì anh em mình sẽ đến với là level 61 đi. Do là khu này là những đối thủ mình cũng hơi bị nặng ký cho mọi người, cho nên nó hơi khó đánh một xíu. Rồi, lụm nhẹ với sát thương nhân 2. Wow, 173.000. Và tiếp theo thì mình sẽ mang cái thành viên Heroic đặc biệt của mình ra thể hiện kỹ năng liền. Đó, hiệu ứng chém nhá lửa. Chém là muốn mẻ đau luôn các bạn ơi. Bé này, hai con này thì nó đều không có cái khả năng đặc biệt nha. Rồi, xài chiêu VIP coi. Ôi, anh em mình thêm được một lượt đánh nữa luôn các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ xài cái chiêu đặc biệt của cái thành viên này. 40.000. Wow. Rồi, sau khi anh em mình chết là mình búp cái lượng máu lại cho cái thành viên bên trong luôn các bạn ơi. Khá là cay ha.
Wow, con Heroic mới này là các bạn nên gắn cho nó cái vest hồi sinh nữa nha mọi người. Để nó quýnh sẽ thấy là bá đạo hơn ấy. Chỗ này thì mình sẽ chạy ra mình thu hoạch nhãn cái đã. Đây, được thêm ít mấy cái bóp hang. Ui, anh em tay mình đợt này là được rương 5 nha mọi người. Không bế được rương 6 cũng khá là tiếc, nhưng mà ok, ui, triệu 3 triệu mấy. 3 triệu mấy thức ăn cũng tạm ổn đi ha. Wow. Và các bạn ơi, anh em nào mà xem video đến đây rồi mà chưa có like hay là chưa có đăng ký kênh, đừng quên để lại cho Hán Tây một lượt đăng ký ủng hộ nhẹ nha. Ui, nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ gì mà mình mới được có 5 điểm thế nhờ? Ôi, nhiệm vụ cho rồng yêu nhau các bạn ơi. Ống nghiệm, lần này là anh em mình sẽ lụm được là 4 cái ống nghiệm Legend hả? Ôi, 4 ống nghiệm Legend hoặc là 4 ống nghiệm Heroic luôn. Cái này cũng ngon nè. Rồi, tiếp tục vô khu vực list. Mang cái con Heroic đi quậy các bạn. Wow. Rồi, tầm này thì anh em mình sẽ đi phá nhẹ nha. Mới vô là cưa nhẹ máu của tên bạn trước đã. Ui, mém lụm được luôn. Ha, à, thử nhẹ cái. Ui, tên bạn có ma cà rồng. Ui, ma cà rồng level 40. Ây, solo à, chiến luôn các bạn ơi. Máu lửa mà. Thiếu một chút xíu đau mà. Ây, căng nha. Ôi, thôi nó búp máu hơi bị nhiều nha mọi người. Ôi cha. Cái con Heroic này nó búp máu hơi bị ghê luôn ấy. Rồi, victory ha. Bây giờ anh em mình sẽ trở ra ngoài. Đây. Cái này mình được thêm 2 chiếc búp nữa ha. Được 4 trên 8 rồi, đổ lên. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ đến với khu vực khu vực West đi. Ở đây là mình đã có được cái thành viên Heroic mới rồi, cho nên là mình được chiến đấu trong đây nha mọi người. Đây. Wow, vô đây là me nhẹ liền. Đó, chém là nhá lửa liền. Nhìn rất là đẹp luôn, hiệu ứng. Ui chà. Rồi. Ngon lành hen, bế được 3 em. Và để xem có phần thưởng của anh em mình nhận được coi là cái gì nè. Ui, lên được 2 mảnh nữa nè. Đâu là phần thưởng là 5 viên game nha mọi người. Đây là được 10 mảnh. Ui chà, ngon lành. Rồi, cố lên hen. Rồi, tiếp theo thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực nữa. À, để mình xem coi nhiệm vụ ở đây nó kêu anh em mình làm tới cái gì rồi. 50 điểm này hả? Chiến đấu trong khu vực arena. Wow, cho mấy cái bé rồng nó yêu nhau các kiểu đồ nè. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ đến với khu vực arena và làm mưa làm gió nha các bạn. Đây. Thành viên Heroic mới của anh em mình đâu? Có mặt luôn. Rồi, chỉ được nhiêu đây thôi các bạn ơi. Vô kèo. Ở đây thì anh em mình mang được Zendy. Zendy thì cái con này nó có cái khả năng gọi là lấy chiêu của tên bạn, quýnh tên bạn. Cái chiêu rất là bá đạo luôn ha. Rồi, đầu tiên thì anh em mình sẽ phải phá cái bộ giáp của dòng Titan trước các bạn ơi. Wow. Chỗ này thì anh em mình khều nhẹ đi. Ui. Mình khều nhẹ nhưng mà đam hơi bị gắt cho nên nó lụm luôn tên bạn rồi. Rồi là cái ca này muốn nhẹ mà nó cũng không chịu nhẹ luôn ấy. Rồi, cho cái bé Heroic của chúng ta ra để cưa coi nè. Với tuyệt chiêu hỗn loạn. Wow. Rồi, chạy vô. Tầm này thì cưa nhẹ thêm cái nữa. Rồi, 96. Tầm này là hợp lý để cho bé yêu mình ra thể hiện nè. Đó, ngon lành chưa? Victory, và anh em mình đã đẩy được cái gói tiếp theo. Ủa? À, mở được thêm một cái rương nữa đây các bạn. Ui, nặng ký dữ. Đội hình này hơi căng nha, 5 sao. Mình thì không sao các bạn. Mình có cái thành viên Zendy. Và Zendy là dòng ma cà rồng, cho nên là nó cũng khá là bá đạo rồi. À, mình sẽ để dành cái chiêu. Con này nó có cái chiêu mạnh lắm. Nó sử dụng cái chiêu đặc biệt là mình học chiêu nó, mình đập nó liền. Chiêu mặt trời này thì không ăn thua. Không ăn thua. Trời ơi. Nó không xài chiêu đặc biệt thì thôi các bạn ơi.
Tưởng nó xài chiêu đặc biệt là mình học để mình gõ nó liền mà nó không xài. Wow, hút máu. Rồi, chiến luôn. Ok. Ui, con nữ hoàng này nó ra, nó mà xài chiêu giật đam là anh em mình hơi mệt đấy. Căng nhờ. Hơi căng với mình rồi. Vô hút máu. Ây, nó còn chơi chiêu hút máu lại với mình nữa. Học lại cái chiêu đó của nó liền. Mi hả bưởi. Yeah. Có lý rồi các bạn. Anh em mình học lại cái chiêu hút máu của đối thủ để bế đối thủ luôn. Khá là ok ha. Ây, cái chiêu giật đam của nó. Trời ơi, cái chiêu này hơi căng rồi. Ôi, cái chiêu giật đam nó hồi nó lại. Anh em mình đi du lịch các bạn ơi, chịu không nổi liền. Rồi, ở đây chắc phải triệu hồi lại thôi. Chứ nhân vật này của mình không chiến là không được rồi. Rồi, ok ha. Tiếp theo để mình nghiên cứu coi chúng ta sẽ đến với cái đội hình như thế nào đây. Ơ, à, cái bé kia của mình hình như là nó... Ui, trời sao nó đổi nó không cho ra nữa nhờ. Rồi, tiếp luôn. Vô keo, lần này thì mấy các bạn level tầm khoảng là 45 thôi ha. À, chắc đủ để anh em mình có thể mang Heroic mới để chiến các bạn ơi. Chứ quýnh với mấy cái con mà nó mạnh quá, anh em mình không có mang Heroic mới ra quánh được. Khá là tiếc luôn. Rồi, cưa nhẹ nè. Wow, đam tới 70 mấy ngàn lận. 94. Rồi, cưa nhẹ đi. Đây, tầm này thì Heroic ra bế được cái nè. Wow, ổn áp ha. 94 nữa hả? Mình xài chiêu này tăng 30%, mình sợ là nó sẽ bị ngủm luôn ấy. Đó, lên tới 101 lên các bạn, đam nó hơi gắt. Rồi, bây giờ 35. À, vô, cho Heroic mới ra thể hiện liền. Đây. Nhưng mà một mình mà quýnh cả ba thì chắc có lẽ là hơi khó khăn với mình rồi. Mười tám. Ôi, không ổn các bạn ơi. 40 quýnh với 35 ca này nó cũng là một cái vấn đề khó khăn với mình nữa. Mình thì mình hạ được một con rồi đó. Còn mấy con kia nó ra là nó bế mình rồi. Cây thiệt sự. Vậy là chúng ta chỉ chiến được với một con thôi. Tay bạn nó trên cái bậc của mình ấy. Nó hiện tại đó là răng tím. Anh em mình mới có răng đồng một thôi các bạn ơi. Quýnh muốn xì khối luôn. Rồi tầm này thì chắc có lẽ là mình đổi rồng đi. Này mình mang cái con lưỡi hái tử thần đi các bạn. Vô keo. Wow, rồi anh em mình sẽ đến với thành viên đặc biệt luôn. Victory ha. Rồi bây giờ thì ui căng nhờ. Cho nó giao lưu nhẹ có con cái mà nó cũng bị bế đi nữa hả. Rồi còn có con hiệp nữa thôi các bạn ơi. Nên chơi khô máu luôn ha. Nhưng mà chơi khô máu nhưng mà phải win nha. Chứ không phải chơi khô máu mà để nó đi du lịch nữa là không được đâu đấy. Wow. Rồi tiếp theo luôn. Ui mỗi em là mình bế một cái ha. Rồi tầm này mình sẽ cho lưỡi hái tử thần.
Đây, victory ha. Vậy là qua được một cửa nữa rồi. Ok, rồi, hồi nãy giờ quên chạy ra thu hoạch các bạn ơi. Anh em mình phải siêng năng thu hoạch rồi mới có kết quả được. Và hôm nay thì mình mở ra một đống trứng luôn các bạn ơi. Một đống trứng mà mình ra được cũng khá là nhiều con rồng xịn ha. Trứng Mythicast các kiểu đồ. Ui, có trứng vàng luôn ấy. Ôi, có cái rương này. À, mà mở rương này hồi nãy nó ra cái con gì vậy ta? Ồ, mình không để ý nha. Hồi nãy mình mở cái rương này nó ra cái gì cho mình thế nhờ. Rồi. Rồi và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.